đợt đợt cơ đợt nhỏ thì do con tới đây á, con giúp cây cọ lên, giúp cây cọ lên cho nên nó là thường là những các cây cọ nó đứng thì nếp nó sẽ nở lại, nên con muốn cái nếp nó đều thì đương nhiên là con phải cầm. Khi mà con xây tới phát ngang cái móng như vậy luôn nè, tại này cái cọ con nó đã đều, còn khi con đi mới tới đây là con giúp mẹ lên, vì con đưa ra gì thì lấy gì mà cái nếp đó nó không nhỏ được. Bây giờ cô sẽ sửa lỗi và chỉ lại cho con á, từng cái nét vẽ và cái cách đặt cọ và dứt cọ nha. Bây giờ cô sẽ chỉ cho con lại cách đi cái nét ngang từ dày cho tới mỏng và cái điểm cái cách dứt cọ để cho mình có được cái điểm nhọn nha. Chú ý kỹ nè. Mình vuốt cọ đừng cho cọ đậm sơn nè. Mình muốn đi cái nét dày á, thì mình sẽ lấy sơn nhiều một tí và mình nằm cái mũi cọ, mình cầm cái móng á, phải cho nó thật là thẳng và chắc. Cái cọ cũng vậy, mình phải cầm cho nó chắc cọ. Khi mình đi cái nét dày á, thì mình sẽ đặt cái cọ nằm thẳng xuống, nằm xuống tiếp xúc với cái bề mặt móng, xong mình đi. Từ từ mình sẽ xây cái móng tay á theo cái đường mũi cọ của mình đi nè. Và khi á, mình muốn dứt ra cái nét nó đều á, thì mình đợi nó hết á, mình hãy dứt ra, chứ không có được dứt nửa trừng gì khi mình đi gì. Không, cái mình dứt gan gì là ở đây nó sẽ lớn và ở đây nó sẽ nhỏ, nó sẽ không được đồng như từ đầu tới cuối như vậy. Và khi á, mình muốn đi cái nét mỏng lại á, thì mình sẽ lấy cái lượng sơn ít lại và mình nằm đứng cái cọ lên một tí. Giờ mình nhớ mình xây nè, xây móng theo cái cọ nè, dứt điểm. Khi mình muốn đi cái đường mỏng thêm lại nữa thì mình càng đứng cái cọ lên, đứng cọ lên. Từ dày tới mỏng. Còn khi mà mình muốn đi á, cái những nét á, có mũi nhọn á, nó sắc sảo á, thì mình sẽ dứt cái mũi cọ lên. Mình sẽ chấm cái điểm tâm nó trước nè, mình muốn cái điểm nhọn nó ở đây. Và con muốn vẽ cái nét ở ngoài á, nó to hơn thì con nằm cái cọ xuống. Thì khi con muốn vẽ trong đây nó mỏng hơn á, thì con sẽ đứng cái cọ lên. Con muốn cái kết thúc ở cái điểm nó nằm ở đây, cô dở cọ lên nhẹ, cô giúp điểm nó lên nhẹ, dở cọ lên. Cô muốn cái nét trong mỏng hơn nè, càng mỏng thì mình sẽ càng đứng cọ lên. Nét dày nè, nằm cọ xuống, kéo cho tới hết cái đường của mình, càng kéo mình hãy dứt cái cọ lên, mình không có được bỏ nó nửa chừng để cho cái đầu nó dày và cái đuôi nó lại mỏng là nó không có đều nè. Mỏng hơn nè, dở cái cọ lên.
kéo mỏng hơn nữa nè, giờ cỏ lên kéo.